Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn làm một cái cây sung các bạn ơi. Trước mắt các bạn thì là một cây sung các bạn. Cây sung này thì lúc mua về người ta uống nó giống như là cái hình con rồng nữa các bạn. Người ta uống cong quẹo thì nó giống giống như là hình một con rồng á. Nhưng mà nó cũng chưa có hình thành lắm. Thành ra khi mà mua về thì trồng mà bữa giờ nó lên cũng được cũng cả tháng rồi các bạn, nó lên đầm tầm chân nè. Bây giờ ý tưởng của thằng em mình á, lại nó nói bây giờ cái đầu rồng thì nó lại nó là cái gốc, nó mọc cái gốc ở dưới đó, các bạn thấy là cái đầu. Thì bây giờ nó kêu mình cắt ở đây, cắt ở chỗ đây ra thì thành cái đầu nó thể nó ngóc lên, thay vì cái đầu nó ở dưới đất bây giờ nó lại nó ngóc lên trên. Cái ý tưởng này cũng rất là hay, mình cũng thấy cũng nó là lạ, mình quay lại cho các bạn xem nè. Nó bây giờ nó quyết định nó cắt ngay chỗ cái phần gốc mà nó lên tới đây nữa các bạn. Các bạn thấy nó lạ không? Bởi vì cái cây này nó lên đó, người ta uống hồi xưa người ta trồng thì người ta uống lại quanh cái phần thân của nó xuống đất thì lại nó đâm cái rễ nữa các bạn. Bởi vì bây giờ mình cắt ngang đây thì cái phần mà đằng sau các bạn thấy không thì nó lại nó có rễ rồi. Thành ra mình cắt ở đây thì lại thấy con rồng nó ngóc cái đầu lên, chứ không thôi con rồng là nó cái đầu nó chúi xuống đất các bạn. Các bạn để ý thấy không? Thì bây giờ sau khi mình cắt ngang đó rồi thì mình cũng cắt mấy cái nhánh luôn. Bây giờ mình chừa lại là bốn cái chân thôi. Uống làm sao mà cho ra bốn cái tay. Một cái tay mình tưởng tượng là một cái tay nó đã cắm xuống đất rồi đó, các bạn thấy không? Cái chỗ cái phần mà nó cái thân mà đi xuống đất nó ra rễ đó. Thì bây giờ mình uống ba cái tay ở trên nữa thôi thì đủ, với một cái đuôi. Thì cái phần đầu này mình vừa chừa lại hai cái nhánh này để mình uống cho nó thành cái giống như cái sừng vậy các bạn. Nên là mình cố tình mình làm cho nó giống giống cái hình rồng đó các bạn, thấy không? Thay vì nó cắm xuống đất bây giờ cắt ngang nó lại nó ngóc lên rồi, nhưng mà không biết nó có sống mạnh không đây, bởi vì cái thân này nó đi ngược trở lại các bạn. Thay vì dưới gốc nó đi lên bây giờ là cái phần rễ nó nằm ngay đoạn giữa nè, các bạn thấy không? Thì nó sẽ đi ngược trở lại cái phần đầu đó. Sau khi uống xong thì nó thành gì đó các bạn, thì cái này mình chỉ uống sơ thôi, thì từ từ mình uống nữa thì mình sẽ quay cái clip sau bạn xem ha. Đó, bạn xem rộng coi nó sao thì góp ý kiến cho mình ha. Thì mình bây giờ mình chỉ định hình sơ nó vậy thôi. Cái clip sau mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình xin hẹn lại clip sau ha. Rồi xin chào.